nhiệm màu, tượng Chúa Kitô rơi xuống và vẫn đứng vững sau trận động đất nghiêm trọng. Thành Long mến chào cộng đoàn. Kính thưa mọi người, một câu chuyện được cho là sự lạ vừa xảy ra đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội những ngày qua. Trên trang Facebook của nhà thờ San Joe Patrica đăng bức tượng Chúa bị rơi xuống và Ngài vẫn đứng vững bằng một chân trên nền nhà thờ. Bài viết ngày 8 tháng 9 năm 2021 nhanh chóng nhận được 2.700 lượt thích, 726 lượt bình luận và đặc biệt là 3.200 lượt chia sẻ. Câu chuyện xảy ra như sau. Khoảng 8 giờ tối ngày 7 tháng 9, một trận động đất mạnh xảy ra ở Acapulco với cường độ 7,1 độ Richter và được cảm nhận ở một số bang của Mexico. Tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Acapulco của bang Guerrero 11 km. Theo cơ quan địa chấn quốc gia, đến 11 giờ sáng ngày 8 tháng 9, 210 dư chấn đã được ghi nhận. Có ít nhất một người thiệt mạng và một số ít thiệt hại đối với các công trình đã được báo cáo trên toàn thành phố và vùng phụ cận. Tại khu vực gần với trận động đất, người dân Bajos del Ejido cũng cảm nhận được những rung chấn làm rung chuyển thành phố Acapulco. Tuy nhiên, trong những giờ cuối cùng, một hình ảnh đã khiến các tín hữu của giáo xứ San Joe Patriarca xúc động và dâng lên niềm hy vọng sau trận động đất. Nhà thờ đã chia sẻ một bức ảnh, trong đó hình ảnh của Chúa Kitô đã rơi xuống từ thánh giá bàn thờ trong trận động đất. Được tìm thấy, Ngài đang đứng bằng một chân kia hư hại. Ấn phẩm viết, thật không thể tin được khi tìm thấy đấng cứu thế đang đứng, khi Ngài đã ngã xuống và ở trên bàn thờ. Đây là cách tôi tìm thấy Ngài ngay bây giờ khi tôi bước vào văn phòng giáo xứ. Xin thương xót chúng con và trên toàn thế giới. Nguồn Công giáo Việt Nam. Cộng đoàn có cảm xúc gì bình luận nhé. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Acapulco. Lạy Chúa, giàu lòng thương xót, nguyện xin Chúa ban bình an tới nhân loại chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.